Xin chào các em, hôm nay chị sẽ gửi tới các em về một tản văn và cuối cùng thì chị sẽ chia sẻ với các em làm sao để mà có một cái trí nhớ thật là tốt và nhớ bằng cách như thế nào. Các em hãy đón xem nha. Bây giờ chị xin đọc một cái tản văn chị rất là thích. Tản văn có tựa đề là Đau đớn chưa hẳn là khổ đau. Với nhiều người, có được việc làm để sinh nhai, để nuôi gia đình là quý lắm rồi, nên họ không hề nào là việc nặng nhọc. Có người còn thích làm việc nặng để rèn luyện thể lực và ý chí, nên họ làm vì tự nguyện, chứ không phải là bắt buộc. Nhiều người lúc đầu rất sợ hãi, ghét lạnh, tưởng là mình không ở nổi cái mùa đông, nhưng vì không có sự lựa chọn nào khác nên đành chịu. Riết có rồi thì cũng quen và thấy cũng bình thường, không có phản ứng nào nữa. Bị dị ứng phấn hoa thì cũng đúng là khó chịu thật. Ngứa ngáy khắp người, mắt mũi thì sưng húp, nước mắt, mũi cứ ràn rụa. Nhưng vì người thân, vì công việc, vì tương lai nên phải học cách chấp nhận, lại tìm được thuốc phù hợp để hỗ trợ. Và rồi không thấy có gì nặng nề nên cũng từ bỏ ý định chuyển đi nơi khác. Các cảm giác khó chịu khác đến từ chấn thương hay bệnh tật thì cũng vậy, cũng không nhất thiết trở thành nỗi đau của tất cả mọi người. Điều này tùy thuộc vào sức chịu đựng và cả tâm lý có sẵn. Đón nhận, có thể đón nhận hay là không, mà tình trạng tâm thức con người thì thường hay biến đổi, nên có khi cảm thấy khổ sở, có khi thì không, hoặc là ban đầu thấy không là vấn đề, nhưng về sau lại thấy bất ổn, rồi thì lại ổn. Cảm giác khó chịu đến từ trong tâm như là nghi ngờ, tưởng tượng, so sánh, tức giận, luyến tiếc quá khứ, lo lắng tương lai, cũng tương tự như cảm giác khó chịu đến từ thể chất, cũng chỉ là cảm giác đến rồi đi. Nó sẽ không trở thành nỗi khổ niềm đau khi ta không đồng nhất với nó, không cho nó là thật, không tô vẽ thêm màu sắc cho nổi bật, không nâng lên thành vấn đề đặc biệt, không ban cho nó quyền lực, không bỏ thêm vào bất cứ sự tưởng tượng nào từ sự sợ hãi, cũng không bỏ mặc để nó làm gì thì làm, cứ lùi lại quan sát liên tục với tâm không thành kiến, không trách móc, không mặc cảm, không đàn áp, không phán xét. Như vậy, từ cảm giác khó chịu, đớn đau đến nỗi khổ là một cái khoảng cách khá xa nếu ta biết cách xử lý, không bỏ thêm vào những thái độ và phản ứng sai lầm. Cũng may mắn, nhờ thiền tập mà ta bắt đầu ý thức sâu sắc và cảm giác và những gì đang xảy ra bên trong và đang ảnh hưởng trực tiếp lên phẩm chất đời sống của ta, thay vì trước giờ ta cứ hay đổ thừa là hoàn cảnh, đổ thừa người khác hoặc tìm cách tránh né, tống khứ những cái cảm giác mà mình không muốn đón nhận. Mỗi khi mà thấy khó chịu, ta hãy xét xem là cảm giác khó chịu này nó đến từ đâu, nó như thế nào, mặt mũi nó ra sao, có ảnh hưởng gì tới công việc hay là cách hành xử của ta, có gây trở ngại cho việc thiền tập hay không. Ta có đang xem nó là đề mục để quan sát không? Cũng có thể mỉm cười với nó và bảo nó rằng ta đang có mặt và theo dõi sát sao tiến trình của nó, nên nó đừng hòng mà làm được gì ta. Nên nhớ, khi cảm giác khó chịu diễn ra, bên trong ta vẫn có một thứ thuần khiết, mạnh mẽ, kiên cố, đều hiểu biết và yêu thương bên ngoài dòng cảm giác đó. Nó chính xác gì? Nó chính xác là gì? Thì từ từ, theo quá trình thiền tập thì ta sẽ khám phá. Đây là một tản văn trích từ quyển sách Làm Như Chơi của thầy Minh Niệm. Thì đó là một cái tản văn khá là hay. Bây giờ thì chị xin chia sẻ với các bạn làm sao để có một cái trí nhớ tốt. Thật ra trong y khoa hoặc là trong bất cứ cái ngành nghề nào khác thì để làm sao có những trí nhớ tốt, giống như một ngôi nhà của chúng ta vậy đó. Để mà được ngăn nắp á, thì chúng ta phải bỏ những cái nơi nào nó đúng theo cái vị trí của nó. Cho nên để có một cái trí nhớ tốt, ví dụ như trong y khoa, các bạn sẽ để những cái kiến thức của mình vào những cái system. Cái system đó như là một cái folder chúng ta mở ra, chúng ta nhìn một bệnh nhân,
đầu thì chúng ta nhìn về cái general appearance của họ, họ như thế nào, họ có bị distress hay không. Đó cũng là một cái system tổng quát đi ha. System thứ hai chúng ta tới là ear, nose and throat, mắt, tai, mũi, họng. Thì chúng ta suy nghĩ xem khi mà khám bệnh nhân, những cái bệnh nào chúng ta cần quan sát như thế nào. Cái system kế nữa là có thể là cardiovascular system, là về tim mạch. Và kế tiếp là pulmonary system, về phổi. Kế tiếp nữa là gastrointestinal system, là về đường ruột. Kế tiếp nữa là urologic system, đường nội tiết. Kế tiếp nữa thì chúng ta có thể nói tới là reproductive system, cái system về sinh sản, và neurological system, muscular system, vân vân, và dermatologic system, tức là về da. Thì nếu như mà chúng ta theo những cái system đó và lặp đi lặp lại thì các bạn sẽ không có quên khi mà khám bệnh nhân, và các bạn cũng suy nghĩ tới những cái điều gì thuộc cái system đó, những cái bệnh nào thuộc cái system đó. Và quan trọng trong y khoa, các bạn cần biết được cái điều nào nó bình thường và không bình thường, để chúng ta biết được cái bình thường nó như thế nào, cái normal nó như thế nào, và phát hiện ra cái abnormal nó như thế nào. Đây là những cái chia sẻ mà chị áp dụng cho chính mình, tức là chị làm theo cái system đó để chị không có bỏ sót cái nào hết. Nó rèn luyện chúng ta cái sự cẩn thận, tỉ mỉ, và chúng ta có thể thấy được những cái detail mà cần thiết, không có bỏ qua những cái điều gì đó khi mà chúng ta qua hết tất cả những cái system mà cần thiết để khám của bệnh nhân. Và đó là cái chia sẻ ngắn của chị. Nếu mà các bạn thích thì các bạn có thể cho chị biết các bạn cần giúp gì trong việc học, nhất là học tiếng Anh y khoa. Mặc dù chị đi làm rất là nhiều, nhưng chị cố gắng tốt nhất để mà có thể giúp cho các bạn học tiếng Anh y khoa, và là một cái động lực cho các bạn để các bạn học. Lúc trước chị đã làm một vài cái video về study session. Các bạn nào thích nữa thì khi mà chị ngồi học sẽ thâu lại và giúp cho các bạn những cái tricks nào để mà giúp chúng ta tập trung tốt hơn. Chị cảm ơn các bạn đã lắng nghe và chúc các bạn một ngày thật là tốt đẹp, và đi làm hoặc là đi học có nhiều kết quả tốt. Chị xin chào tất cả các bạn.